JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy xe tin. Vâng, JK Audio xin chào anh Việt nhé. Vâng, anh ở Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh có đặt cho mình cái lọc Pioneer 665 ạ. Vâng, trước tiên là thay mặt công ty JK Audio cảm ơn anh Việt ạ. Vâng, thì anh Việt ạ, đây là trước mặt anh cái lọc Pioneer đây ạ. Mã là 665 đây ạ. Vâng, đặc biệt cái dòng này được thiết kế cái màn hình hiển thị LCD ở giữa, hiển thị sóng nhạc rất là đẹp. Và gồm 20 cần gạt, mỗi bên là 10 cần để chỉnh nhạc chi tiết. Bass chung chét cả hai bên đều chỉnh rất là đơn giản đấy ạ. Vâng, nhưng hiệu quả đạt được rất là cao. Vâng, em đang chỉnh đấy ạ. Vâng, bên đây là hàng mới anh Việt nhé, bên em bảo hành trong 1 năm. Vâng, thì em kể đến đầu tiên đó là cái nút tín hiệu ở bên góc tay trái đấy ạ. Vâng, điều đầu tiên là input tín hiệu đầu vào, chọn chế độ nhạc ở các cổng phía tương ứng với phía sau này. Nút scan này nút dừng đèn này, khi mà anh không cho đèn nháy thì là nó sẽ đứng yên, còn anh ấn scan nó sẽ cho đèn chạy đấy ạ. Vâng, đây power là tắt mở anh biết rồi ạ. Vâng, thì ở đây có hai chế độ, thì anh để chế độ 2 cho em là cao nhất, và chế độ EQ này anh đặc biệt là chú ý chế độ EQ cho em. Ở đây có chữ EQ này, thì bắt đầu cái nhạc bắt đầu được xử lý qua các cái cần gạt của cái lọc Pioneer 665 và cho cái chất âm được sạch sẽ nhất và chi tiết nhất ạ. Vâng, bây giờ em thử tắt cái EQ đi anh nhá. Vâng, đây là nhạc không đi qua EQ đi anh ạ. Vâng, anh thấy đấy, vâng, nó rất là bí, nó không được sáng. Vâng, bây giờ em cho đi qua EQ này đấy ạ. Vâng, thì đây là nhạc đang được đi qua EQ ạ, xử lý rất tốt. Vâng, lọc thì Pioneer EQ 665 này có thể kết nối với được rất là nhiều thiết bị dàn karaoke gia đình, âm ly hay là nâng tiếng đều kết hợp được. Và đây em đang kết nối với lại cái vang và một cái đẩy. Vâng, hình thức kết nối thì giống nhau, hỗ trợ cho giải âm được chi tiết nhất. Vâng, em thử tắt cái EQ của anh đi nhá. Vâng, đây là nhạc không đi qua EQ đi ạ. Vâng, rất là rõ luôn. Vâng, hết nhạc một tí ạ. Đang dừng bài hát. Vâng, đấy là cái nhạc mà không đi qua EQ đây anh Việt nhé. Bây giờ em bật lên này. Đấy, rất là chi tiết, rất là sáng. Đấy, nhờ cái thiết bị là lọc xì hay gọi là EQ Laser, mà lại Pioneer EQ 665. Vâng anh Việt nhé, hiện tại cái lọc xì Pioneer EQ 665 này của anh hoạt động rất tốt ạ. Vâng, sau đây em xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh. Vâng, anh ở ngay cửa hàng em thôi, em ship xe ôm sang tận nhà anh ạ. Vâng, anh chờ bên em khoảng tầm 20-30 phút nhé. Vâng, sau cùng em chúc anh Việt và gia đình sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc anh luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Tốt nhất cho anh Việt và hẹn lại vào các clip tiếp theo ạ. Vâng, anh Việt xem màn trình diễn của cái lọc xì Pioneer EQ 665 nhé.